đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại là kìm hãm phát triển. Đề xuất đánh thuế đặc biệt với điện thoại di động trong văn bản góp ý cho đề án mở rộng cơ sở thuế và chống sói mòn thuế mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa được gửi Bộ Tài chính. Theo đại diện một số doanh nghiệp bán lẻ điện thoại di động và nhà mạng, chính sách này nếu áp dụng sẽ kìm hãm phát triển, hạn chế tiêu dùng đối với mặt hàng đã trở thành thiết yếu. Cụ thể, trong văn bản góp ý của mình, TP Hồ Chí Minh đề xuất mở rộng đối tượng chịu thuế đối với một số hàng hóa, dịch vụ như điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm, dịch vụ kinh doanh game, dịch vụ thẩm mỹ. Lý giải việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại di động, đơn vị này cho rằng, điện thoại di động tuy là hàng hóa phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc nhưng điện thoại di động nên đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để điều tiết thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ khá trở lên, có nhu cầu và khả năng thu nhập thường xuyên sử dụng các sản phẩm thế hệ mới. Trước đề xuất trên, đại diện một trong những hệ thống bán lẻ điện thoại lớn nhất hiện nay cho biết dù chưa biết mức thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ áp lên mặt hàng điện thoại di động theo đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, nhưng nếu chính sách này được áp dụng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng, vì người dùng sẽ phải trả thêm khoản thuế đó, qua đó sẽ hạn chế tiêu dùng và tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ và nhà sản xuất. Đại diện một nhà mạng lớn cũng cho rằng không nên đề xuất đánh thuế vào điện thoại di động vì như thế sẽ kìm hãm phát triển. Việt Nam đang thực hiện mạnh việc chuyển đổi số. Hơn nữa, theo ông Vai trò của điện thoại di động bây giờ không chỉ để alo mà còn là nền tảng số, vì trên điện thoại di động người ta có thể làm được nhiều thứ và mọi người đều mong muốn tiếp cận. Lãnh đạo một nhà mạng khác thì cho rằng, hiện sản phẩm điện thoại di động bây giờ có thể xem như điện như nước, do đó dùng điện nước thế nào thì điện thoại cũng thế, vì điện thoại di động là thiết yếu, không thể thiếu được. Nếu vậy thì những hộ gia đình dùng 2 3 điều hòa trở lên cũng phải đánh thuế vì dùng điện rất nhiều, vị này ví von Hiện một số chuyên gia kinh tế và luật sư cũng lên tiếng cho rằng không có căn cứ nào hợp lý đối với việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cho các mặt hàng như điện thoại, bởi thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ để đánh vào những hàng hóa, dịch vụ xa xỉ, không khuyến khích tiêu dùng, những hàng tiêu tốn ngoại tệ nhập khẩu hoặc ảnh hưởng xấu tới môi trường. Hiện điện thoại di động đã trở thành một vật dụng thiết yếu, thông dụng, trong đó số thuê bao di động hiện lên tới hơn 130 triệu thuê bao, trong khi nhà nước cung cấp tần số, sóng cho các thuê bao sử dụng, do đó theo các chuyên gia nếu đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này là không hợp lý và thậm chí trái với thông lệ quốc tế vì gần như cũng chưa có nước nào đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào điện thoại di động